trình một ngày Sa Đéc của mình nha các bạn nha. Thì chuyến đầu tiên là mình sẽ đi ăn hủ tiếu Sa Đéc. Mình sẽ tham quan Sa Đéc trong vòng một ngày thôi. Hiện tại là mình đang đi trên cầu. Tiếp theo mình sẽ mượn một chiếc xe máy, sau đó chúng ta sẽ đi dạo những nơi đặc trưng ở Sa Đéc và sẽ ăn những cái món ở Sa Đéc. Cầu có những cái lỗ để nhìn xuống dưới nước. Và bây giờ chúng ta đang hướng về chợ Sa Đéc. Chợ buổi sáng tấp nập nè các bạn. Chợ gần sông, chợ bên sông. Chợ thực phẩm tại Sa Đéc đây. Đây chính là chợ cá. Hiện tại mình đang đi dạo bằng xe máy, đi dọc đường hiện tại là đường Trần Phú nè các bạn ơi, Trần Phú Sa Đéc. Mà thường thấy đường Trần Phú nào nó cũng là một con đường đặc trưng và đường một con đường đẹp của mỗi nơi. Ví dụ Nha Trang cũng có Trần Phú nè, Vũng Tàu cũng có Trần Phú nè, thì Sa Đéc cũng có Trần Phú. Đây là một quán hủ tiếu cũng khá là đông nè, quán hủ tiếu Cô Liên, số 111A đường Trần Phú.
ai có selfie không sao thì đây của Hảo nè, cái mồ nhiều người ăn rồi. Quá hấp dẫn, ăn thôi mọi người ơi. Hủ tiếu Sa Đéc là đây. Đẹp. Đâu có, bữa em đưa anh bún bún khô mà, anh về anh phải tự anh nấu. Hủ tiếu của ba. Ừ, thì hủ tiếu. Ý là không có được ăn hủ tiếu mà nấu sẵn lắm vậy. Đừng có thôi, đủ cho em mở xíu. Cho em gọi chén đây. Đồ chung mới đẹp á hiện ha. Cái